Vâng, tình hình là hôm nay anh em có đi chợ mua ở bên chợ Đội Cấn được 7 trái trứng. Sau khi về đập thử hai quả thì thấy rất là dị. Có vẻ như là nó rất cứng. Chúng ta cùng quan sát. Đây là hai trái đầu tiên. Chúng tôi cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì hay trứng thật. Vâng, rất rắn. Còn là hai quả rồi. Chúng ta hãy cùng đến với quả thứ ba. Có 6 quả tất cả. Không hiểu là do trời lạnh nó co lại hay sao. Vâng, quả thứ ba có vẻ cũng như vậy. Chúng ta cùng quan sát. Gần đây trên thị trường xuất hiện những loại trứng giả đến từ Trung Quốc. Trứng mới đập ra đã được cứng như là trứng luộc lâu. Nhưng lòng trắng thì hoàn toàn loãng. Quả thứ tư. Vâng, các bạn có thể quan sát. Như cao su. Quả thứ năm. Thật khó mà tưởng tượng được đây là những trái trứng tươi sống vừa được mua từ chợ về. Chính xác hơn là được mua tại chợ Đội Cấn, chợ Ngọc Hà. 6 quả đều như nhau. Thử ngửi trong có mùi gì không? Có mùi tanh của trứng không? Mùi cao su mình ạ. Và sau đây tôi sẽ thử ngửi xem mùi gì. Hoàn toàn có mùi nhựa. Vâng, sau đây chúng ta sẽ đến với thí nghiệm đốt trái trứng này xem nó có bị cháy như cao su hay không. Chúng ta cùng quan sát. Vãi cái Những tiếng trái. xèo xèo đã phát ra. Lòng đỏ của trứng hoàn toàn cứng. Đề nghị thử nhấc ra thử xem nào. Chúng ta cùng ngửi thử xem nó có mùi gì. Mùi khét. Đây là lòng đỏ của trứng vịt, chính xác hơn là trứng vịt. Có những tiếng lổ lép bép. Không có một chút mùi vị nào là của trứng. Mùi như lông gà. Lông gà. Lông gà cháy. Buồn. Cho à, là... Như cao su ấy. Cao su cháy khét đấy. Để nó thử lúc nữa. Hiện nay trên thị trường xuất hiện loại trứng gà, trứng vịt giả xuất xứ từ Trung Quốc rất nhiều. Đây là một ví dụ, các bạn nên cẩn thận khi ăn những trái trứng này. Tốt nhất là nên bỏ đi khi thấy có biểu hiện lạ. Phóng viên Cháy rồi, cháy rồi, cháy cập rồi. nhật tại hiện trường. Cháy rồi. Cháy. Đấy. Đấy. Vâng. Trong đó trứng gà đang cháy như cao su luôn. Cho cái nữa vào xem. Thôi thôi thôi. Đây nguyên tắc 6 quả trứng tôi Rồi. vừa mua tại chợ về. Sau một hồi cháy thì trái trứng, lòng đỏ trứng đã nhão nhét rồi. Ăn thử xem ngon không? Ôi, ngon.